Mới đây, cộng đồng đã fan được dịp rộn ràng khi phát hiện tài khoản mạng xã hội của anh chàng BY, học trò Dramatic, chỉ follow mỗi Mai Âm Nhạc. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ rap Việt nghi vấn BY và Mai Âm Nhạc đã trở thành một đôi. Mới đây, Mai Âm Nhạc đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò BY trong fan group của cô nàng. Học trò Farid cho biết, mình không quen ai tên BY nha mọi người ơi, mình quen anh Đạt. Ok, Đạt không phải là tên thật của BY hay sao? Vậy là sau Shiny Impossible, rap Việt mùa 2 đã thành công mai mối cho cặp đôi mới Mai Âm Nhạc BY.